Nhiều du khách muốn đi Côn Đảo nhưng tàu cao tốc chưa chạy. Từ Tết đến nay, rất nhiều người ở miền Tây muốn đi Côn Đảo du xuân nhưng tàu cao tốc chưa chạy. Lãnh đạo chính quyền địa phương này cho rằng cảng bến Đầm đang sửa chữa. Những ngày qua, du khách đến Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu bằng đường hàng không rất nhiều vì dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Tại Cần Thơ, khách đi Côn Đảo với giá vé 1,8 đến 2,5 triệu đồng, trong khi đó, giá vé thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo chỉ khoảng 1,5 triệu đến gần 2 triệu đồng, lỡ hẹn với Côn Đảo theo chủ một đại lý vé máy bay, trong tháng 1, Bamboo mở thêm đường bay Cần Thơ Côn Đảo vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật khiến du khách phấn khởi. Tuy nhiên, từ 6 trên 2, hãng này đã xin rút đường bay Cần Thơ Côn Đảo vì cho rằng khai thác không hiệu quả. Hiện nay, duy nhất Việt Nam Airlines sử dụng máy bay ATR-72 khai thác tuyến Cần Thơ Côn Đảo mỗi ngày một chuyến, trừ thứ sáu và chủ nhật. Đối với tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo, mỗi ngày có gần 20 chuyến. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyến đi côn đảo nhưng du khách miền Tây ngại lên đó bay, chủ đại lý vé máy bay ở Cần Thơ chia sẻ. Do mỗi ngày tại Cần Thơ chỉ có một chuyến bay đến côn đảo, nhiều người dân ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng chọn tàu cao tốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho biết nhiều tháng nay tàu cao tốc phải neo tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ và Trần Đề, Sóc Trăng vì huyện Côn Đảo chưa tiếp nhận tàu khách. Nói với Dinh, chị Lê Thị Cẩm Tiên, 30 tuổi, cho biết gia đình chồng ở xã Hậu Thành của huyện Long Phú, Sóc Trăng, Tết nguyên đáng nhâm dần này gia đình về đây vui xuân và lên kế hoạch đi côn đảo đến rằm tháng giêng nhưng tàu cao tốc chưa chạy. Chị Trần Thị Lựu, 37 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau, cho biết Tết những năm trước gia đình đều đi du lịch Phú Quốc. Năm nay cả gia đình chị Lựu gồm 6 người chọn hướng chúc Tết bà con ở Sóc Trăng rồi xuống tàu cao tốc đi côn đảo. Tuy nhiên, sau khi du xuân Sóc Trăng xong, chị Lựu ngậm ngùi quay về Cà Mau vì các hãng tàu đều chưa bán vé. Mỗi tháng neo tàu tốn kém gần 1 tỷ đồng. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải hành khách từ thành phố Rạch Giá đi các đảo trong tỉnh Kiên Giang, đơn vị có 16 tàu cao tốc và 2 phà chở khách. Những ngày Tết nguyên đáng vừa qua, các tàu chạy tuyến Rạch Giá ra các đảo đều vận hành nhưng hai tàu chở khách từ cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đến Côn Đảo phải neo đậu để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. Giám đốc một hãng tàu cao tốc tại thành phố Cần Thơ nói rằng các chuyến bay từ đất liền ra Côn Đảo mỗi ngày chở hơn 1.000 người đáp xuống địa phương này. Trong khi đó, Tàu cao tốc chưa được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cho hoạt động là bất hợp lý. Không chỉ tôi mà mà chủ các doanh nghiệp tàu cao tốc khác cũng rất bức xúc. Một tháng tàu không chạy là phải tốn lãi ngân hàng, vận hành máy móc, bảo trì, chi phí thuê bến bãi, lương nhân viên mất gần 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp vay 60 tỷ đồng để đóng tàu chạy từ Cần Thơ ra Côn Đảo, tàu không chạy cũng phải đóng lại 600 triệu, chủ một doanh nghiệp nói. Ông Lưu Hữu Danh, Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề Sóc Trăng, xác nhận nhiều tàu cao tốc chạy tuyến Trần Đề côn đảo đã ngưng hoạt động khoảng nửa năm vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong khi đó, doanh nghiệp đã tốn rất nhiều chi phí đóng tàu, đầu tư xây dựng bến cảng. Một thuyền trưởng cho biết dự kiến tàu cao tốc trần đề côn đảo chạy ngày 15 tháng 2, tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy văn bản chính thức nào về việc này. Ông Danh nói, trao đổi với Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn đảo Nguyễn Thụy Nga nói rằng các tàu cao tốc muốn chạy ra côn đảo phải có phương án phòng, chống dịch Covid-19 và gửi Ủy ban Nhân dân huyện xem xét. Ngoài ra, Hiện cũng xem xét khả năng lực tiếp nhận của cảng bến đầm. Phòng chống dịch vẫn là ưu tiên số một cho côn đảo. Sân bay hoạt động bình thường vì nơi đây thực hiện đúng yêu cầu phòng chống dịch. Cảng bến đầm đang trùng tu, sửa chữa. Bà nga giải thích các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.